Xin chào các bạn, xin chào anh em. Có lẽ chúng ta đang còn quan tâm đến một số dòng xe 50 phân khối và những dòng xe dành cho những bạn trẻ với độ tuổi trên 16 tuổi là chúng ta có thể sử dụng. Tất nhiên thì với mức giá dưới 16 triệu là chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn rất là nhiều loại xe. Nhưng trong đó có thể là lựa chọn giữa hai loại xe điện hoặc là loại xe 50 phân khối. Sau lưng chúng ta đó là ba cái mẫu xe mới của chiếc xe 50 mà mang hình dáng của Exciter 2011. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cận cảnh cũng như phân tích một tí xíu về những dòng xe này để các bạn có một cái kế hoạch cũng như là có cái sự lựa chọn quá trình mua. Đầu tiên thì sẽ là chiếc xe màu xám đen. Đây, trên này thì vẫn một cái thiết kế của những dòng xe mà chúng ta đã thấy ở chiếc xe Yamaha. Đấy, vẫn là thiết kế mũi nhọn và xe sử dụng bóng đèn halogen nhé. Với những dòng 50 phân khối này thì ít sử dụng đèn LED lắm, nên các bạn khi mua về thì có thể là mua thêm một cái đèn LED để gắn vào cho xe, làm tăng cái độ sáng lên. Nhưng mà cái đèn halogen thì nó có cái ưu điểm riêng của nó. Ví dụ như các bạn mà đi trời mưa hoặc là có thể đi vào những lúc sương mù thì cái màu vàng vàng của cái đèn halogen nó sẽ giúp cho các bạn rất là tốt để ngắm đường. Còn lại nếu như mua đèn LED mà gắn vào thì nên lưu ý sử dụng những cái loại bóng đèn mà có pha cái tỷ lệ giữa màu vàng và màu trắng vào đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, phần đầu này. Rồi, phía trước phần dàn nhựa của nó là sẽ là một cái màu đen bóng này và chen lẫn những cái màu tem, màu xám xám, bạc bạc và thêm những cái màu nó kiểu hơi vàng vàng, vàng đồng một tí. RC Edition. RC Racing. Còn phía dưới thì nếu như các bạn quan sát ở đây sẽ thấy cái phần rè nhựa của xe được sơn với một màu sơn đen bóng đi liền với phần trên của cái mặt trước của xe. Còn ở đây chúng ta sẽ thấy là cái phần nhựa ở phía dưới sẽ là màu nhám. Đấy, nó tăng cái sự cứng cáp cho xe. Còn xem xuống tí nào. Xe sử dụng cái hệ thống phanh đĩa vành đúc. Và ở đây thì ba mẫu xe đều sử dụng cái tông màu đó là cái vành đúc màu đen. Và trên đĩa này thì sẽ được sơn màu đỏ ở phía những cái lỗ, cái điểm, tạo cái điểm nhấn cho xe. Heo dầu cũng thế. Đây. Rồi, trong này sẽ là cái khối động cơ trên lý thuyết là 50 phân khối nha. Đấy, trên lý thuyết và trên giấy tờ nó là 50 phân khối. Cho nên là các bạn chạy trong phạm vi tầm khoảng trên dưới 50 km/h là sẽ ổn. Nhưng mà mình sẽ test thực tế sau này cho các bạn có thể là lựa chọn xem nó có khỏe hơn những cái dòng xe mà chúng ta đang thấy ở trên thị trường có nhanh hơn không. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ nhanh hơn đấy, nó sẽ khỏe hơn đấy. Đây, phía bên cánh trái của xe. Rồi, Daihatsu này là cái công nghệ của Yamaha chứ không phải công nghệ của xe này. Nó chỉ là cái tem dán vào thôi, cũng cái gì đây? 150 à? Hay là Y? Nó là chữ Y 50 chứ không phải là 150 đâu nha. Đây là chữ Y này, 50 này. Đó, I 50, RC Edition. Hầu như thì thiết kế của dòng xe này nó khá là liền lạc và phần nhựa nó ốp khá là chắc chắn vào xe. Ok, đây là xe. Xem tiếp phần sau. Hầu như là toàn thân xe thì được một cái màu đen tuyền và những cái dòng tem nó làm nhấn nhá lên cho xe. Phần vành sau cũng thế, nó cũng là một cái màu đen tuyền và nổi lên là những đường chỉ màu đỏ. Ok, quan sát phần đầu tí nào. Đây, ở đây chúng ta sẽ xem cái phần đồng hồ của xe. Đồng hồ của xe thì đấy, vẫn một thiết kế nó khá là quen thuộc từ những dòng xe Exciter 2011 và chúng ta đã thấy. Hầu như mọi thứ thì đều bằng cơ hết, từ 0 cho đến 180, nhưng mà các bạn thì sẽ chạy được đâu đó tầm khoảng 50 km/h thôi. Nói chung là chỉ để làm cảnh. Dưới này sẽ là phần báo nhiên liệu ở trong bình xăng. Phía bên tay trái của chúng ta là vẫn là cơ cấu còi đèn kèn nháy, le gió, công tắc pha cốt, nút xi nhan trái phải. Đấy. Và phía bên phải của chúng ta đó là cái nút đề, công tắc bật đèn, tay ga.
Thôi qua đây xí nào. Ở đây thì chúng ta thấy với một cái chiều cao tầm khoảng 1m rưỡi là các bạn có thể ngồi lên chiếc xe này rất là hợp lý. Đây, mình sẽ ngồi thử với chiều cao 1m7 của mình thì ngồi nói chung là ok luôn. Ôi. Đây. Hơi ẩu tí bởi vì cái nền của nó thì nó sẽ hơi trơn. Và các bạn thấy đấy, với chiều cao 1m7 của mình thì mình ngồi lên thì chân đó mình sẽ trùng trùng. Còn với bạn nào mà độ chiều cao của nó hơi khiêm tốn tí thì 1m rưỡi là ngồi thoải mái. Còn 1m4 có ngồi được không? Mình thấy các bạn trẻ nhỏ tầm khoảng lớp mình đi mấy khu vực miền núi thấy mấy bạn trẻ tầm khoảng lớp 5, lớp 6 ngồi lên xe phóng cái vèo chịu lên luôn. Đấy, vẫn được nhá. Vấn đề là có xe để đi hay không thôi. Rồi. Đây. Rồi chúng ta sẽ đi qua đây để xem cái màu thứ hai. Đó là màu đỏ đô, hay còn gọi là màu đỏ nhám của dòng xe 50 phân khối này. Phía trên thì một cái tông màu đỏ, nhưng mà chúng ta lưu ý là màu đỏ là đỏ nhám nha. Nó giống và tựa như màu sơn của những dòng xe Exciter 150 phân khối mà màu đỏ đô. Nó kiểu đỏ mờ chứ không phải là đỏ mà đỏ tươi đâu. Khá là đẹp. Ôi, quan sát phía sau tí nào. Đấy, với cái thiết kế của nó thì hầu như phần sau của xe được sơn một tông màu đỏ và đen. Nó khá là bắt mắt. Phần vành sau của xe thì được sơn màu đen và cũng là những dòng chỉ màu đỏ. Cho nên là hầu như là rất là nổi bật trong tất cả những cái dòng xe. Và theo như cá nhân của mình nhận xét thì chiếc màu đỏ đô này nó kiểu nổi hơn khá là nhiều so với những mẫu xe khác. Còn xe do xe mới nên là mình chưa có bóc những cái bao bóng ở phía bên ngoài để nguyên xi thế, để cho bạn nào mà mua xe thì sẽ có cái cảm giác lột tem nó thích hơn. Còn đây là phiên bản Exciter 50 phân khối với màu sắc đó là đen và xám bạc. Đây, đen và xám bạc nha. Thì với mức giá dưới 16 triệu nha, không có chi tiết bao nhiêu thì bạn cứ liên hệ với cửa hàng gần nhất để mà hỏi giá cụ thể. Thì với mức giá dưới 16 triệu thì chúng ta có thể mua những cái dòng xe này được. Khác với hai phiên bản kia thì phiên bản đen và xám bạc này thì nó sẽ sử dụng cái tông màu ở trên màu dè này dè trước này, nó sẽ là màu xám bạc kiểu như nhôm một tí và nó nhám một tí đấy. Và đối với những màu sắc của chiếc xe này thì tùy theo cái khả năng lựa chọn cũng như là cái hợp tuổi hay là hợp màu sắc của các bạn. Nhưng mà lưu ý thì hợp tuổi hay hợp màu sắc đi chăng nữa, quá trình mà mua xe là một việc, quá trình sử dụng thì chạy cũng hết sức bình tĩnh, cũng không nên là phóng quá nhiều ga, quá nhiều số, và luôn giữ cái tốc độ an toàn, bởi vì chúng ta trên 16 tuổi là hoàn toàn có thể sử dụng được. Nếu so về mức giá tầm khoảng dưới 16 triệu thì chúng ta có thể mua được một chiếc xe 50 phân khối hoặc là mua được một chiếc xe điện. Thì hiện nay các bạn trẻ tầm cấp 3 trở lên thì có thể mua được chiếc xe 50 phân khối này để đi, để chứng tỏ mình là những người đã sắp trưởng thành. Đấy, sắp trưởng thành. Còn với những cái dòng xe này thì theo cá nhân của mình đánh giá, so với những loại xe khác thì phần nhựa nó làm khá liền lạc và chắc chắn. Chúng ta sẽ có một buổi test thử chiếc xe này, test thử tốc độ xem nó có hơn những phiên bản trước đây hay không. Và sẽ chia sẻ lên kênh Tuấn Trung Tá cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta đã xem qua một tí xíu, và bây giờ thì mời các bạn xem toàn cảnh. Và rất là cảm ơn những theo dõi của các bạn. Đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Tuấn Trung Tá để đón xem những chia sẻ mới nha.